Nó lên mạnh không, lên nhanh không, con ghế nó cứng không? Em lên theo. Nè, em xem ghế này. Nè, nè, nghe không? Thấy không? Đó, anh em thấy không? Rõ ràng ha. Thì hồi bữa đó em quay em chia sẻ anh em cách khâm giống đây nè. Thì nhiều anh em xem thì anh em chịu không chịu xem hết giùm em. Mong anh em xem hết video giùm em. Cách từ cái cách khâm giống mà từ cái kỹ thuật mình làm á anh em con. Cả một quá trình em con, anh em thấy ghế nào không? À, đây, ghế nó nè. Đó, một đi một này anh em thấy không? Ghê không? Năm mạnh không anh em con? Gần cho anh em mà con, mình đã đến gần lưới mình đây anh em mà con ơi. Thì hôm nay là em chia sẻ anh em về cái giải pháp mà mình, ví dụ như mình chưa gieo sống mà nhiều xạ mà gặp mưa anh em mà con, nhiều xạ mà gặp mưa đó, thì mình xử lý như thế nào nghe anh em mà con. Thì đây cái miếng này ngay chuồng heo này anh em, xạ bắt đây em thấy không, hai cái dừa này, cái chuồng heo kế bên đó đó, em quay rõ ràng cho anh em nghe. Thì mỗi miếng là khi em quay anh em xem nha, là mỗi miếng mỗi góc cạnh để anh em mình áp dụng vào cái thực tế đó anh em con. Em làm thực tế thì anh em cứ đăng ký kênh xem đi. Cái này xạ hồi 9 giờ, 9 giờ mà xả nước nha anh em con, xả nước xong rồi úp nước ra, úp nước ra tới chiều thì tối cỡ tối hồi tối này cỡ 11 giờ rưỡi là mưa nè, mà nó mưa tới sáng luôn, mưa ngập cái bờ này luôn nha anh em ơi. Đó, sáng nay em mới đi giải thuốc ốc cặp bờ này nè, cặp bờ này nha. Thì nhiều cái khi trường hợp mà khi anh em mà chưa xịt thuốc ốc anh em con đó, thì anh em nhớ mua xem và bấm vào thử đăng ký kênh để ủng hộ em nha anh em con, và cho em xin một like nha, em có năng lực em làm những video tiếp theo. Đối với một số anh em kia sử dụng cái một số dòng thuốc khác, dòng thuốc về diệt khuẩn anh em con thử nghiệm đó. Tại vì cái dòng thuốc này là cái dòng thuốc này nó sử dụng sát khuẩn cho trùng heo anh em con. Thì cái vụ này nhiều anh em kia em thử, thì đợt này em thử em cho anh em xem thử có hiệu quả nó như nào nghe anh em con nha. Em thử cái miếng bên đó qua đó, thì như là khi ví dụ như anh em mà mình gieo xạ đó, cái này là gieo xạ lúc 9 giờ rút nước ra tới chiều, chiều thì tới 11 giờ đêm, 11 giờ đêm thì nó mưa anh em con nha, 11 giờ đêm thì nó mưa 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 ngập nước luôn, sáng thì khui ra được luôn nó. Thì sáng này em đi giải thuốc ốc này nè anh em con, giải thuốc ốc đường này nè nha, anh em nhớ xem hết video giùm em nha, để em chia sẻ anh em cách mình giúp cái lúa mình phát triển mạnh nhất anh em con, phát triển mạnh nhất nha, nhanh nhất, mạnh nhất và nhanh nhất, gửi mạnh luôn nha. Thì ra gửi sớm nhất luôn á đó. Thì anh em mà con, mình khi mà nếu mà mình xịt được thuốc ốc rồi mình mới gieo xạ giống á, mình mới gieo xạ lúa á, thì cái đó cũng là một chuyện là rất an tâm anh em con. Nếu mà anh em xạ xuống mà gặp mưa á, thì anh em nhớ lên, nhưng mà anh em ngâm giống như em nói, em chia sẻ video trước đó, anh em đăng ký xem lại nha, ngâm giống như em nói á, thì anh em sáng á, thì khi mà nó mưa anh em lấy thuốc ốc anh em vải đường này lại, vải cặp bờ lại nha anh em con, vải cặp bờ lại để em kiếm chỗ nào sáng em mới vải cho anh em xem. Đây đây cái viên thuốc ốc này nè nè, thấy không, đây nè, xanh xanh nè đó, hồi sáng em mới vải nè, sáng nó ngập lên tới đây là nghe anh em con. Bây giờ rút khô khô nè nha, sáng giờ em vải em mới đi vòng gì thì em ra em quay em chia sẻ anh em mà con. Bây giờ em nhổ cái lúa cho anh em cầm xoăn nha, một đêm một nghe anh em con. Nè, nó lên mạnh không, lên nhanh không, con ghế nó cứng không? Em lên theo. Nè, em xem ghế nè, nè, em thấy không, thấy không, đó, em thấy không, rõ ràng ha. Thì hồi bữa đó em quay em chia sẻ anh em cách khâm giống đây nè. Thì nhiều anh em xem thì anh em chịu không chịu xem hết giùm em, mong anh em xem hết video giùm em. Cách từ cái cách ngâm giống mà từ cái kỹ thuật mình làm á anh em con, cả một quá trình em con, anh em thấy ghế nó không? À, đây ghế nó nè, đó một đi một này anh em thấy không, ghê không, năm mạnh không anh em con, đó một đi một nó gỡ này nè đó. Thì anh em ngâm giống như nào thì em có chia sẻ anh em đăng ký xem lại nha, đó để em kiếm cây khác cho anh em mình coi mình xem nha. Rồi xong em chia sẻ anh em cách cái này, này cái này nó bị lật, cái này như mấy cái này chìm mẹ xuống dưới chân rồi anh em rồi.
như cái cây này nè. Đó, em thấy ghế nào? Ừ, mới một đêm một à. Ghê không? Tính là tính là nó mới 24 tiếng không nè. 12, 24 tiếng. 24 tiếng hồ. Đúng một ngày một đêm. Đó, cỡ đó đó nè con. Thì đối với anh em á, mà anh em con à. Khi mình làm á, khi mình mà mình xịt thuốc ốc rồi thì mình làm như vậy anh em con. Mình mua thuốc ốc mình vải cặp bờ này nè. Ha. Vải cặp bờ hết. Thì anh em ký xem thử ở đây là cái miếng ngay trùng heo nghe anh em con, cái hay dừa nha. Thì anh em thử xem vài bữa nữa thì nó lên như thế nào và cái mật độ lên như thế nào thì anh em xem nha. Đó. Thì khi hồi sáng anh em vải được này anh em con, nếu trường hợp ví dụ như em chưa xịt thuốc ốc mà anh em xạ rồi á. Nó nhưng mà cái điều đặc biệt là anh em ngâm giống y chang em chia sẻ cái video trước đó. Khi mà anh em xịt thuốc ốc rồi anh em xạ thì nó cũng như là nó cũng đỡ được phần nào. Còn nếu mà anh em chưa xịt thuốc ốc á mà anh em xạ mà gặp mưa anh em con thì anh em cố gắng mà lấy 10 chai chỉ 3.6 nha anh em con. Để nước vậy nè. Anh em phun hết 13.6 phun cho ở 6 ạ, 6 chai 3.6 phun cho 10 cộng 1.296 mét vuông. Anh em phun luôn. Nha. Anh em phun luôn. Còn trường hợp mà nếu mà anh em mà nếu mà anh em giải thưa cơ nếu mà anh em mà sẽ thuốc ốc rồi thì mình vải cặp bờ này. Vải cặp bờ này xong khi mà nó khô mặt anh em con. Khi khô mặt anh em mướn máy bay á. Anh em xịt như thế này anh em con. Xịt cả diệt mầm luôn nha. Anh em xịt thằng Sofit hoặc là cái thằng Sofit hoặc là thằng Micel á. Đó. Thì Micel á thì anh em xịt 2 lít cho 10 cộng 1.296 mét vuông. Còn Sofit anh em xịt 3 chai nha. 3 chai 500ml á. Cho 10 cộng 1.296 mét vuông. 10 cộng anh em cộng cho dùm em 3 viên R3 nha anh em con. 3 viên R3 mà loại viên của Hoa Sinh Á Châu mà loại viên 5.000 á. Đó, cái loại viên 5.000 á, 3 viên cho 10 công 1.296 mét vuông. 10 công anh em cộng 10 gói cơm cát hoặc 10 công hoặc nếu mà anh em xài cơm cát thì anh cộng 10 gói. Còn anh em xài Atonis á thì anh em cộng là 15 gói nha anh em con. Anh em xịt luôn. Anh em xịt cộng chung anh em xịt một phát một. Thì cái lúa anh em bắt buộc cái lúa anh em rất mạnh anh em con, nó lên rất nhanh. Khi mà có mưa nữa nó đỡ rất nhiều. Dù khi mà mưa xuống nó dập nó hơi bị ngã ngã này thiệt. Nhưng mà anh em thấy cái khi mà anh em ngâm giống như y chang em nói thì cây rễ em ra rất mạnh, ra rất nhanh thì nó dính rất mạnh nên em con. Nè, anh em xem nè, mới cái nhú một chút xíu mà rễ nữa nè. Nó đâm xuống nè. Đó. Đó. Thì đó là những cái gì thì khi anh em mà anh em mà con nhớ đăng ký kênh này xem thử coi cái miếng này là khi mà vài bữa nó xong á, con nó lên mật độ lên như thế nào nha anh em con. Mật độ lên như thế nào nha, mà cái này còn ốc con nhóc chân nè anh em con. Đây nè. Đây, ốc con nè, anh em thấy không? Đây nè nó nè. Nè thấy không? Còn sống luôn nè. À. Đó thì thử anh em xem thử coi. Mới muốn nó lên như thế nào. Nếu mà trường hợp khi mà lúa mình khi nó lên á mà mật độ mình thấy nó ok đó, thì mình kỹ thuật mình làm khác anh em con, mật độ nó dày á, nó lên dày á thì mình là sử dụng mình làm theo cái một cái giải pháp khác. Còn nếu mà lên thưa á, thì mình sẽ việc sử dụng thuốc để kích cho nó đẻ mạnh nha anh em con. Đẻ sớm nhất nghe anh em con. Nếu mà trường hợp anh em làm như em xịt diệt mầm cộng với R3 với thằng Atonis hoặc cơm cát, còn nó là anh em xịt một phát rồi xong. Mà nếu mà trường hợp mình thấy trời mà ngon á thì mình bón phân lót, còn không thì mình thấy trời mưa thì mình khỏi bón cũng được. Mà nhưng mà khi cái cử phân được một, anh em nên dậy sớm một chút ha, dậy sớm nhưng cái phần lượng phân mình cao một chút, kết hợp trộn sumo pH trên phun cơm billet nha em con nha. Thì cái lúa anh em đẻ rất mạnh nha anh em con, nó dưới vải trên phun chủ yếu là cái cử phân được một này để anh em đẻ cho nó đủ tới số chồi tới ngày cử phân được hai mình á là nó đã đủ rồi, mình không cần cho đẻ nữa mà mình xịt cho nó tuột lá chân anh em con. Bắt đầu cái lúa mình vụ hè thu này bắt buộc là lá chân phải ít, không có lá chân là ok nhất. Thì như cái cử phân được một này anh em làm sao làm và cho nó đẻ là đẻ mạnh nhất luôn anh em con nha. Kết hợp bón dưới xịt trên như em nói nãy thì anh em xịt mầm em đã cộng rồi đó. Thì anh em khi tới cái cử phân được một á, anh em giải phân được một xuống thì anh em phun. Nếu mà mật độ anh em thấy lên yếu, lên mà chưa đủ đô mình á, lên mà dạng thưa bị thưa thì anh em xài mạnh lên chút nha. Sử dụng phân nặng chút nha anh em con, trên kích trên phun nha anh em con. Tại vì mình phun cái đợt diệt mầm rồi tới 5 ngày sau mình giải phân được một đi. Thì 5 7 ngày sau mình giải phân được một đi. Thì
thì mình xịt lên nữa một lần nữa thì cái lúa mình phát triển rất mạnh và rất nhanh nha mọi con. Trong vòng anh em giải phân xuống trong vòng 5 ngày là anh em thấy nó đẻ cực kỳ mạnh nha anh em con. Đó thì em chia sẻ anh em một con tới đây, mong anh em một con xem thì nhớ xem hết video giùm em để anh em xem thử cái thực tế. Cái miếng này bị mưa nên anh em thấy rõ ràng không? Đó, mà còn ốc luôn á, mà bây giờ tôi buộc anh em coi, em làm hết nổi để cha nó luôn. Nha. Để anh em xem thử cái nó làm sao nha. Thì ở một số cái dòng như cái dòng diệt khuẩn mới này nè anh em con. Một dòng số dòng vi khuẩn mới này có một anh cũng đang gửi cho em sử dụng cái dòng sát khuẩn của chuồng heo á. Của chăn nuôi á, mình đem vô cái lúa anh em con. Thử còn sao nha. Thì em mới mua thử, em mới nhận được hai chai nha anh em con. Thì em lúc đó em quay em sẽ chia sẻ anh em cách thử thử coi nó làm sao nha anh em con. Nha. Mình quay mình sẽ em xịt miếng bên kia anh em con. Miếng nào khi em xịt em sẽ chia sẻ anh em góc cạnh ra ngoài. Nha. Đó. Rồi em chào anh em con, chúc anh em con sức khỏe.